Qua kính Nhân Trang xin kính chào bà con nha. Hôm nay thì em xin làm cái clip để giao lưu với bà con cái lô cây giống vàng hường đọt xanh nha bà con. Đây, hình ảnh hiện ra trước mắt bà con luôn. Cây giống một cốt khỏe, đẹp một cốt zin nha bà con. Cây khỏe mạnh nè, đâm rễ dưới rồi. Đó, có rễ xuống dưới luôn đó. Vàng hường đọt xanh, bông đậm nè, có cây này nó ra bông luôn nè, có minh chứng cho bà con coi luôn nè. Nhiều lắm nha bà con. Lô cây này là siêu đẹp nha bà con, một cốt zin. Thì mọi người có muốn mua cái giống vàng hường đọt xanh này thì liên hệ với em là chỗ Hoa Kiển Vĩnh Trang, số điện thoại 0798716145 nha bà con. Cái giá cây là em báo trực tiếp trên clip là 40k bao ship. Em xin lại 40.000 một cây bao ship toàn quốc. Ở xa thì ship bưu điện, còn ở gần thì em chở tới nơi cho bà con luôn. Bao nhiêu em cũng bán, ít em cũng bán, nhiều em cũng bán. Này, để qua đây em quay cái mặt bông ra mà nó mới nở của cái cây bự hơn nè. Cây bự hơn cho bà con coi. Đó, lấy nét lại. Đó, màu vàng hường rất là đẹp nha bà con. Cái màu này đang hot trên thị trường. Bà con tìm mua nhiều lắm luôn. Đó, thì em xin bán với giá là bình dân hữu nghị thôi, 40.000 một cây bao ship toàn quốc. Thì mọi người có muốn mua thì liên hệ với em, số điện thoại là 0798716145, em tên Vĩnh. Rồi bà con có thích mua bán trên cái kênh của em thì xin bấm đăng ký và like kênh, bằng đăng ký và bấm vô cái chuông giùm em nha bà con, ủng hộ giùm em nha bà con, em xin cảm ơn.